Có một bạn bạn ấy đang là chủ spa. Bạn ấy tâm sự với Lam rằng là em rất là mê cái công việc kinh doanh này. Nhưng mà em hay theo kiểu là chú tâm vào nó làm quá, dẫn đến là hay đi làm về muộn này, hay ít nấu ăn cho chồng cho con này, và chồng em thì thường rất hay là giận dỗi. Chồng nói rằng là em quá ham tiền mà gọi là làm nhạt đi cái hạnh phúc gia đình của mình. Và bạn ấy hỏi Lam một câu, đó là gì? Theo thầy là em nên chọn cái hạnh phúc để cho chồng em và con em nó vui hơn, hay là em nên chọn sự nghiệp theo cái đam mê của em? Nên chọn hạnh phúc hay nên chọn tiền, sự nghiệp các bạn? Rồi chào bạn, tôi là Nguyễn Xuân Nam, chuyên gia marketing spa hàng đầu Việt Nam đây. Đây là một câu hỏi mà rất khó, cực kỳ khó. Nó giống như cái câu hỏi đó là bây giờ cho bạn vàng và cho bạn tiền thì bạn chọn cái nào? Con người chúng ta nó có cái lòng tham, đúng không ạ? Có cái lòng tham, cái gì mình cũng muốn, hạnh phúc cũng muốn, mà tiền thì cũng muốn, vàng cũng muốn, tiền cũng muốn, cái gì mình cũng muốn cả, đúng không ạ? Và vì mình muốn nhiều quá mà cái thời gian thì lại có hạn, cũng như là cái phân thân của mình nó không phân được, cho nên chúng ta thường chỉ làm được có một việc thôi các bạn. Chúng ta chỉ làm được có một việc trong một thời điểm, đúng không? Dẫn đến cái việc là được cái này mất cái kia. Rất là nhiều người kinh doanh thành công nhưng lại mất đi gia đình, và rất là nhiều gia đình hạnh phúc nhưng lại thiếu tiền. Vậy câu trả lời cho câu hỏi là nên chọn hạnh phúc hay nên chọn tiền, nên chọn cái nào các bạn? Trong đầu bạn hãy đặt ra một câu hỏi, hãy đặt ra một câu hỏi. Nếu bạn có giấy bút thì hãy viết xuống câu trả lời là nên chọn tiền hay nên chọn hạnh phúc. Câu trả lời này nó sẽ quyết định cái tương lai của bạn, hạnh phúc hay không, hoặc là có thành công về mặt tài chính hay không. Câu trả lời rất quan trọng các bạn nha, hãy viết xuống. Còn với góc độ của Lam, Lam sẽ chia sẻ các bạn này, dựa trên trải nghiệm cá nhân, dựa trên trải nghiệm cá nhân. Nên chọn tiền hay nên chọn hạnh phúc thì chúng ta sẽ hiểu cái điều này. Con người chúng ta ai cũng muốn là sống một cách bình yên và hạnh phúc, dẫn đến họ rất ít là bon chen với cuộc đời, rất ít bon chen với cuộc đời. Và khi đó thì hạnh phúc thì nhiều nhưng tiền thì lại ít. Những người mà không có sấn sổ, không có khát khao, không có mãnh liệt ra ngoài kiếm tiền thì những người đấy tiền nó rất là ít. Tiền không tự dưng rơi vào nhà, đúng không ạ? Đánh con lô con đề cũng phải hàng ngàn năm mới trúng, chứ không phải trúng thường xuyên để giàu được. Dẫn đến là thông thường và đa số mình nhận thấy cái điều này là người ta sống rất hạnh phúc nhưng lại thiếu tiền. Các bạn cứ để ý mà xem, cái số lượng người mà có nhiều tiền thì nó rất ít, còn số người thiếu tiền thì nó lại rất nhiều, cực kỳ nhiều, vô cùng nhiều. Vì đâu mà lại như vậy? Chẳng nhẽ là mình lựa chọn hạnh phúc là sai ư? Lựa chọn hạnh phúc là sai ư? Thì câu trả lời là lựa chọn hạnh phúc không sai. Hạnh phúc là đích đến cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Nhưng làm gì để hạnh phúc? Làm gì để hạnh phúc? Khi mình còn trẻ, khi mình còn sức lao động, hạnh phúc của mình, đúng không ạ? Đó là đến giờ là mình đi làm, đến giờ là mình về nhà, mình gặp gỡ chồng, mình gặp gỡ con. Hạnh phúc của chồng mình cũng thế, đến giờ là đi làm, đúng không ạ? Rồi hết giờ là bắt đầu đi nhậu, đi nhẹt với bạn bè, rồi đến giờ lại về nhà với vợ với con. Đó là cái hạnh phúc. Cuộc sống nó cứ bình yên, nó cứ trôi trôi trôi. Đó là cái hạnh phúc. Nhưng thực tế mình hay gọi đó là cái hạnh phúc trong giông bão. Hạnh phúc trong giông bão nó là cái gì các bạn? Đó là nó sẽ gọi là tan vỡ bất cứ lúc nào khi giông bão đến. Ví dụ như chúng ta vừa trải qua đợt dịch Covid, mất việc làm, mất thu nhập, thì những cái người đó họ không có bon chen trước đây, họ không có cố gắng nỗ lực để kiếm nhiều tiền hơn trước đây, họ không có đầu tư, họ không có kinh doanh, thì sao? Thì tiền hết, việc làm chẳng có, thu nhập không có, thì tiền trong gia đình mình nó sẽ hết đi. Và tiền hết thì điều gì xảy ra các bạn? Tiền hết thì điều gì xảy ra? Đó là khi chúng ta muốn ăn không có đủ tiền để mua, chúng ta lại phải đi ra ngoài để xin gạo. Đấy, lại chúng ta lại nhờ những người mà phát gạo cho chúng ta miễn phí.
Cái số 2 nữa đó là gì? Chúng ta sẽ bắt đầu nảy sinh ra những cái mâu thuẫn khi mà chúng ta thiếu thốn tiền bạc. Đến tháng đóng tiền học phí cho con khi nhà không có đủ tiền là kiểu gì mình cũng sinh ra đó là một cái áp lực. Và một cái áp lực tài chính đó nó tạo ra cái cảm giác nó là cáu gắt cho mỗi cá nhân, người vợ hay người chồng. Và từ cái cáu gắt đó thì chồng chỉ nói một câu không vừa ý là vợ bật lại ngay, vợ nói một câu không vừa ý là chồng lại bật lại ngay. Và điều đó bắt đầu lại sinh ra mâu thuẫn và rạn nứt càng ngày càng lớn. Thế cho nên rằng là tiền không có, đúng không ạ, thì sẽ gây ra một cái hạnh phúc ảo. Người ta cố gắng nhẫn nhịn giảm nhu cầu xuống, đúng không ạ, giảm đến mức không thể giảm được nữa, thì lúc này là hạnh phúc nó không có còn. Vậy làm gì để hạnh phúc? Cái này lại là góc độ cá nhân của Nam. Mình là một người sống thực tế. Với bản thân mình sống rất thực tế. Mình luôn nói một điều rằng là Tiền nó đang chi phối cái xã hội này. Tiền nó đang là gọi là tạo nên cái vòng quay của xã hội. Vậy thì nếu mình không có sở hữu được nó thì mình sẽ không thể tham gia vào vòng quay của xã hội này. Cái hạnh phúc khẳng định của con người ở thời điểm bây giờ nó khác với hạnh phúc ngày xưa của ông bà mình. Hạnh phúc của ông bà mình là đẻ được ra đàn con, nuôi được lớn khỏe mạnh, đúng không ạ? Đó là hạnh phúc. Nhưng đối với chúng ta bây giờ đó là lại còn phải là nuôi lớn này, khỏe mạnh này, cộng thêm với cả đầy đủ yếu tố về vật chất cũng như là xu hướng nữa. Xu hướng người ta phải đi du lịch, người ta phải đi du học, người ta phải có nhà, người ta phải có xe, người ta phải ăn mặc đẹp, người ta phải làm đẹp được. Đấy là cái xu hướng. Và mình phải đạt được cái điều đó thì cái hạnh phúc của mình đôi khi mình mới cần và cảm thấy là thỏa mãn, đúng không ạ? Mặc dù nhiều người bảo đấy là cái tham chứ đấy là cái hạnh phúc gì, nhưng đối với bản thân mình sống thực tế, mình bảo khi mà tôi thỏa mãn được cái tham của tôi thì cái hạnh phúc nó sẽ đến. Và chúng ta cũng biết được ngay là khi thỏa mãn hết tất cả những cái tham rồi là chúng ta sẽ cảm thấy nó bình yên, chúng ta sẽ cảm thấy là cái nhu cầu nó cũng bình thường, đúng không ạ? Hai cách để kiểm soát nhu cầu: một là không đạt được nó và hạ xuống không muốn nó nữa; hai là đạt được nó rồi, đạt được nhiều rồi, chán quá, không muốn nó nữa. Vậy thì cái hạnh phúc bền vững nhất đối với bản thân Lam đó là đạt được nó đi, và sau đó chán nó thì mình không cần nữa. Đó các bạn. Ví dụ như là bạn mới mua được một cái điện thoại xịn, bạn mới mua một cái điện thoại đẹp. Nếu bây giờ có hai cách để bạn có thể gọi là hạnh phúc với cái điện thoại này: một là thấy nó đắt quá, đừng mua nó nữa và mãi mãi tránh xa nó, đúng không ạ, là bạn hạnh phúc, bạn không cần nữa. Hai là bạn mua nó đi, nghịch chán chê, nghịch thật nhiều, thì 3 tháng sau thôi là bạn lại thấy bình thường, lại chẳng ham muốn gì cái này nữa, và cái gọi là sự bình yên trong tâm mình nó lại tới. Thì đấy là cái cách để tạo ra hạnh phúc. Với bản thân mình sẽ ưu tiên cái việc đó là kiếm tiền lên đầu, kiếm tiền trước, gia đình sau. Nhưng gia đình sau nó là gì? Gia đình nó là cả một cái nền tảng vững chắc ở phía sau. Nó là cả một cái nền tảng vững chắc ở phía sau để nó giúp cho mình có động lực để kiếm tiền ở phía trước. Chứ nó không có xếp giữa thứ tự trước và sau ưu tiên cái nào hơn cái nào. Hai cái cùng ưu tiên, nhưng để sắp xếp giữa trước và sau thì sự nghiệp sẽ lên trước, gia đình sẽ đứng đằng sau để ủng hộ. Và mình sẽ làm gì? Mình sẽ nói với gia đình là hãy ủng hộ, đúng không ạ? Bởi vì mình còn trẻ, mình còn sức lao động, mình còn đang phấn đấu, mình còn đang có nhiệt huyết để mình làm được. Và cái thời điểm này nó sẽ trôi qua rất nhanh. Khi mình 40 tuổi, mình 50 tuổi, mình sẽ không còn làm được nữa đâu. Và bây giờ mình muốn có cuộc sống tốt hơn ở tuổi 60, 70 thì cái tuổi trẻ của mình, tuổi 30, tuổi 35 của mình phải chiến đấu, mình phải cày cuốc đi. Chứ đừng để sau này khi mà mình 40, mình 50 tuổi đó, mình vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ già của mình thì không được rồi. Và cái số 2 nữa đó là gì? Con cái mình xin tiền mình không có, mình chỉ có mỗi chửi mới mắng thôi. Tiền ở trên cây, tiền ở lá mít mà mày suốt ngày mày xin thì cái đấy cũng không có đúng, đúng không ạ? Chúng ta phải cung cấp được những nhu cầu tối thiểu cho con cái của mình. Rồi là cái điều gì nữa? Chúng ta nhìn thấy là bố mẹ già của mình ốm đau làm viện mà chúng ta chẳng có tiền để cứu chữa. Đôi khi rất là nhiều gia đình ở ngoài kia phải mất người thân bởi vì không có tài chính để cứu chữa. Rất là khổ. Thế cho nên rằng là đấy, chúng ta mà đánh đổi cái hạnh phúc nó sớm quá, mình buông thả bản thân mình nó sớm quá, mình không có nỗ lực nó sớm quá, dẫn đến về già của mình nó rất là khổ. Khổ cho bản thân mình, khổ cho con cái của mình, khổ cho những người xung quanh của mình. Cho nên ấy, câu hỏi mà bạn hỏi Lam ấy, đó là nên chọn sự nghiệp, chọn tiền bạc hay chọn hạnh phúc, thì đây là cá nhân của Lam trả lời, không đại diện cho tất cả.
đúng không ạ? Không nói với các bạn là phải nghe theo, mà đây là cá nhân, ý kiến cá nhân, đó là mình sẽ chọn sự nghiệp trước, gia đình sẽ đứng ở đằng sau, và sự nghiệp sẽ giúp cho gia đình được hạnh phúc và hạnh phúc một cách bền vững. Đó các bạn nhá, đây là cái câu trả lời góc độ của Nam. Nếu bạn thấy câu trả lời này nó có phù hợp với bạn, đó, bạn hoàn toàn có thể nghe theo. Và bạn bảo không có phù hợp với tôi thì thôi, không sao cả, không có quan trọng, đúng không ạ? Quan trọng là bạn có thêm được một góc nhìn mới. Và nếu bạn thấy video này hay, có bài học giá trị dành cho bạn thì có thể comment là hay xuống dưới đây các bạn nhé. Chia sẻ nó cho vợ, cho chồng, cho những người thân của mình, họ được lắng nghe để họ có được thêm cái góc nhìn mới về cái chủ đề là hạnh phúc hay là tiền các bạn nhé. Và hãy bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo mà Nam chia sẻ. Inbox riêng cho Nam để được tư vấn về những chương trình đào tạo để giúp cho công việc kinh doanh của bạn trở nên tốt hơn, đông khách hàng hơn và kiếm được nhiều tiền hơn các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.